Chào các bạn nhỏ, siêu nhân bút chì đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bạn Dennis đáng yêu trong phim Khách sạn huyền bí nhé. Chuẩn bị giấy và viết chì để bắt tay vào vẽ thế nào. Đầu tiên, tụi mình phác thảo gương mặt và mái tóc của bạn Dennis nhé. Bạn Dennis có gương mặt tròn, bầu bỉnh và mái tóc xoăn tít như cụm mây. Sau đó, mình phác thảo đôi tay đang chống cằm bằng những nét cong cong nhé. Thêm vài nét cong cho phần ngực nữa nè. Tiếp đến, mình vẽ đôi tay tròn tròn và thêm chi tiết cho lông mày, mắt, mũi cho sinh động. Rồi thì mình vẽ nốt mái tóc cho bạn Dennis nhé. Bây giờ, tụi mình vẽ thêm vài nét cho chân và thân nữa là có thể tô màu rồi. Bạn Dennis có một làn da khỏe khoắn nên tụi mình sẽ dùng màu da tô cho bạn ấy nha. Đầu tiên mình tô gương mặt nè. Các bạn nhỏ tô nhớ chừa phần mắt, miệng. Sau đó tụi mình tô chân và tay. Đôi mắt to tròn thì mình tô màu xanh nước biển nhé. Thêm một chút màu đen giữa hai mắt. Màu đỏ thì tô cho cái miệng đang cười. Màu nâu đậm cho cặp chân mày lém lỉnh. Tiếp tục dùng màu nâu đậm tô cho mái tóc bồng bềnh nào. Của bạn Dennis thì mình tô màu xanh lá cây mát dịu nhé. Thêm một chút màu xanh dương cho những họa tiết ở chiếc quần. Còn lại thì mình tô màu cam. Ta-da! Vậy là mình đã vẽ xong bạn Dennis lém lỉnh đáng yêu rồi nè. Còn chân chưa gì nữa mà không đem khoe với bạn bè đi nào. Bật mí xíu nha, bạn Dennis đáng yêu còn xuất hiện trong phim hoạt hình Khách sạn huyền bí phần 3 nữa đó. Bye bye.